Theo thống kê của Chi cục Thủy sản tỉnh Ninh Bình, diện tích nuôi thả thủy sản của huyện Kim Sơn hiện nay là hơn 3.300 ha. Trong đó, diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng bán thâm canh là 130 ha. Với đặc thù địa hình chịu ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu, mùa đông nhiệt độ thấp, có thời điểm xuống dưới 10 độ C. Hàng năm chịu ảnh hưởng của mưa bão đã làm ảnh hưởng rất lớn tới nghề nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh nói riêng và nghề nuôi thủy sản nói chung. Do đó, phần lớn các hộ nuôi thủy sản chỉ nuôi được 2 vụ một năm. Để khắc phục những khó khăn này, năm 2019, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tân Vân tại thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn đã áp dụng hình thức nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh trong nhà mái che bạt, kết hợp ứng dụng công nghệ BioFlock để nuôi tôm thẻ chân trắng 3 vụ một năm, đem lại thu nhập cao cho nhiều lao động ở địa phương. Vâng, Tân ơi, khi mà em đến thăm mô hình của gia đình mình ấy, thì em thấy là quy mô rất là rộng. Vậy thì cụ thể là cái việc mà nuôi tôm thẻ chân trắng của gia đình anh ấy thì như thế nào ạ? Nhà mình thì có tổng diện tích là 4 hecta, trong đó thì có 2 hecta là nuôi tôm thương phẩm, còn lại là cái hệ thống xử lý nước cũng như các cái công trình phụ trợ như bể ương, rồi khu xử lý chất thải và khu xử lý nước. Tôm nuôi của mình đây thì là mình có ứng dụng có mấy cái cải tiến. Thứ nhất ấy, là mình nuôi tôm trong làm toàn bộ các cái diện tích nuôi là trong cái nhà mái che để mà có thể là che nắng vào mùa hè và che lạnh vào mùa đông. Cái thứ hai là mình có ứng dụng cái quy trình BioFlock. Đây là một cái quy trình mà các cái chất hữu cơ được xử lý ngay tại ao nuôi để làm trong sạch cái môi trường nước mà không bị ảnh hưởng đến cái môi trường sinh thái ở vùng bên ngoài. Anh vừa nói là gia đình anh là nuôi tôm thẻ chân trắng trong nhà bạt. Vậy thì cụ thể là nhà bạt thì nó khác gì so với cái cách thâm canh nuôi truyền thống của bà con ở khu vực Kim Sơn mình trước đây ạ? Đối với nuôi tôm ấy thì đây là một cái đối tượng mà gọi là động vật biến nhiệt. Chính vì thế mà nhiệt độ cơ thể nó thay đổi theo cái nhiệt độ của môi trường bên ngoài, đặc biệt là cái nhiệt độ nước. Chính vì thế mà tôm nuôi nó chỉ phù hợp với một cái khoảng nhiệt độ nhất định. Đối với tôm thẻ chân trắng thì nhiệt độ thích hợp nhất là nằm trong khoảng từ 28 đến 32 độ C. Ngoài những ngưỡng nhiệt độ trên thì tôm nuôi sẽ rất là chậm lớn, sức đề kháng với dịch bệnh sẽ kém và rất dễ phát sinh dịch bệnh. Chính vì thế mà chúng tôi có làm toàn bộ cái diện tích nuôi cũng như diện tích xử lý nước được che nắng vào mùa hè và nâng nhiệt vào mùa đông. Thế thì đây là cái cách nuôi mà không những mà nó đảm bảo được cái sức khỏe cho tôm nuôi, đảm bảo cái độ phát triển ổn định cũng như phòng bệnh được tốt, mà nó còn có thể tăng từ 2 vụ lên 3 vụ trên một năm. Nếu nuôi tôm theo hình thức truyền thống, người nuôi còn phải cho tôm ăn theo cách thủ công. Tuy nhiên, nuôi theo hình thức công nghệ cao, cho ăn bằng máy tự động nên tôm ăn liên tục, hạn chế thức ăn tan lãng phí trong nước, giảm được công lao động mà tôm lại phát triển nhanh và đồng đều hơn. Nhờ ứng dụng công nghệ cao mà tỷ lệ thành công đạt từ 90 đến 100% vụ nuôi, đạt khả năng siêu thâm canh, nuôi quanh năm không bị gián đoạn bởi khí hậu, thời tiết. Những cái hiệu quả nổi bật của cái quy trình này, của cái cách làm này so với cái việc nuôi tôm truyền thống như thế nào ạ? Quy trình BioFlock không lấy nước ở ngoài vào, nên là cái môi trường nó không bị xâm nhập cái mầm bệnh từ ngoài vào. Đấy là cái tác dụng phòng bệnh rất tốt. Với cái cách nuôi như thế này thì là một là mình khắc chế được cái nhiệt độ cao về mùa hè và khắc chế được cái nhiệt độ thấp về mùa đông. Nhưng mà khi mình đã làm được cái nhà mái che như thế này rồi thì mình có thể nuôi được quanh năm. Nhiệt độ lúc đấy là nó giúp đến cái nhiệt độ trong ao nuôi được cao hơn và mình có thể nuôi được quanh năm và có thể nuôi được từ 3 vụ trở lên. Và đặc biệt nữa là nó có thể nuôi được những cái đợt tôm mà trái vụ, khi mà người dân là các cái sản phẩm tôm thị trường nó ít thì mình có thể nuôi được trái vụ vào cái dịp cuối năm và cái dịp đầu năm. Gia đình ông Trần Việt Cường, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình là một trong những hộ có diện tích nuôi thả lớn trên địa bàn. Năm 2020, nhận thấy hiệu quả của việc ứng dụng khoa kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng trong nhà bạt với công nghệ BioFlock, gia đình ông đã áp dụng tại 5 ao. Mỗi ao nuôi có diện tích 300m2. Sau một thời gian chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật đã được hướng dẫn, con tôm phát triển tốt, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện giờ, gia đình ông Cường đã thực hiện được 3 vụ nuôi tôm một năm so với trước kia, tăng thêm một vụ. Từ khi mình được đi tham quan là học hỏi đấy, áp dụng cái mô hình nhà bạt này thì mình có thể
tăng vụ nuôi lên một năm được khoảng 3 vụ mà cái hiệu quả nó đỡ dịch bệnh đi, con tôm nó phát triển tốt hơn. Nhưng như năm vừa rồi thì mình mỗi một ao như này diện tích 300m² thì có thể mình thu được khoảng 8 tạ đến 1 tấn tôm. Nuôi tôm công nghệ cao, đặc biệt là nuôi tôm trong cái nhà bạc, cái việc nuôi trồng nó thuận tiện hơn và cho thu hoạch nhập là 1 năm 3 vụ, cho nên là cái hiệu quả kinh tế nó rất là cao. Trong thời gian tới thì đối với trách nhiệm của Đảng chính quyền địa phương thì sẽ tuyên truyền động viên nhân dân và sẽ đặc biệt là tổ chức nhiều cái lớp tập huấn để nhân rộng cái mô hình này ra cho bà con nhân dân áp dụng. Hiện nay trên địa bàn thị trấn Bình Minh đã có 7 hộ áp dụng công nghệ mới vào sản xuất. Theo các hộ, chi phí đầu tư một nhà bạt diện tích 300m² một ao hết khoảng 150 triệu đồng. Có thể nói, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp là hướng đi bền vững, thích hợp với tình trạng biến đổi khí hậu, đặc biệt tạo ra các sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Công nghệ là nền tảng để giải phóng sức lao động, để bà con tiệm cận với một nền sản xuất quy mô, hàng hóa, gắn với chuỗi giá trị, từ đó cải thiện và nâng cao đời sống kinh tế, nông thôn.